Hello everybody, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Sniper 3D. Sniper 3D ACC. Ok, let's go. Ok, anh ta đây rồi. Một anh chàng đeo tai nghe. Ok, let's go. Anh ta lấp sau hai nhân vật này nhìn mặt rất giống nhau. Ok. Nhân vật này rất giống nhau rồi các bạn này. Rồi, và mình sẽ phải tiêu diệt anh chàng này. Let's go. Ok, let's go. Rất là nhiều tiền luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Sniper Hunter. Ok, let's go. Mission start game. Let's go. Tiếp tục nào. Một anh chàng đội mũ. Anh ta đây rồi. Wow, đúng tập đoàn này luôn. Okay, let's go. Okay.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Asphalt 9. Let's go. Tựa game này là một tựa game 3D rất là hay và hot và đẹp. Thì cho nên là khi vào game thì nó sẽ hơi chậm một chút. Cho nên các bạn phải đợi một chút nha. Ok. Let's go. Tiếp tục đua nào. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư. Asphalt 8, let's go. Ok. Xe này không biết có được không? Ok. Mình có 2 xe. 200, 210, mình sẽ đua xe này đi. Thank you.
mình sẽ đi đường này luôn. Không biết đường này có gần không? Gần rồi. Oh my god. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Solid Racing. Let's go. Ba vé ba, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ 6. Leap for speed, no leaps. Ok, let's go. Được cái gì đây? Ok. Rồi, đến đường đua này nào. Không biết có khó không? Để vượt nào. Để vượt phải, rất khó. Let's go. Rồi, tất cả cái xác này là sao? Mình nghe thấy tiếng cả xác luôn. Let's go. Rồi, quần đầu đây. Ok, let's go.
Wow. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Solo Trigger Sliver. Rồi, lần này thì mình sẽ đi truy tìm. Đây có một hai anh trai, ba anh trai cầm súng quả. Ok. Còn anh trai ở trên đây nữa cơ. Ok, let's go. Oh, tướng. Mình sẽ bắn vào đây. Chết rồi, nhanh lên, không sẽ thua mất. Rồi, ok. Mình sẽ nâng cấp ống nhỏ vào đây. Rồi, let's go. Wow, restart. Bắn nhầm sang người mình cần cứu rồi. Watch, watch. Giết anh chàng này trước đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Sliver OBS. Ok, let's go. Let's go. Mission start. Wow, anh chàng này đang le cô bé này. Rồi mình sẽ tiêu diệt luôn. Mission complete. Được 3.800 tiền. Rồi từ game này cứ bắn phát nào là quảng cáo phát đó. Ok. Rồi mình sẽ vào lại xem. Tiếp tục nào. Upgrades. Wow, rất là nhiều tiền để upgrade. Ok. Mission start.
Mission complete. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Jolly Chico. Let's go. Xảy thôi, wow, lại thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. Sleeper Try. Ok, và tới game này thì mình sẽ hóa thân là một vị cảnh sát đi tiêu diệt những kẻ trộm và những tên trộm. Ok. Đây là mình sẽ tiêu diệt những băng đảng. Let's go. Okay, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. CR Rushing. CR 2, America Rushing.
Okay, let's go. Continue. Okay. Xe rất là đẹp luôn. Đất bong mà lại đẹp. Rồi, giờ này thì mình sẽ chiến đấu thôi. Rất là nhiều tiền luôn. Mình sẽ đi tìm đối thủ tiếp nào. Let's go. Wow, thua người ta kìa. Okay, let's go. Let's start lại. Mình sẽ đua lại con này. Let's go. Như kiểu là mình phải chấp một cái đề si. Rất là khó luôn, sao có thể là không đua được rồi. Ok, coi như là chấp một đề si rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Traffic Reader. Let's go. Rồi, cổ lại thì mình sẽ phải cầm trên tay. Vẫn về đích được rồi. Bình thường ở đấy không về đâu. Ok, let's go. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.